Vòng 2, đối đầu. 16 cuber được chia làm 8 cặp đấu. Mỗi trận đấu diễn ra trong thời gian 5 phút đếm ngược. Cuber nào giải khối lập phương Rubik xong trước là người chiến thắng.
các YouTuber lọt vào vòng 3. Chu Gia Huy, Nguyễn Hồng Minh, Nguyễn Tiến Vinh. Bế Xuân Anh, Lăng Nam Phong, Lương Thiện Nhân. Nguyễn Phương Nam, Vi Quốc Vinh.